tóm tắt những khuôn cửa dấu yêu mẫu 1. Văn bản là những quan sát của tác giả qua những ô cửa sổ tại đất nước Italia. Đất nước Italia là một đất nước tươi đẹp và có những con người tinh tế. Theo tác giả, chiếc cửa sổ chính là tâm hồn, cá tính của người chủ. Qua từng ô cửa sổ, tác giả thêm hiểu và yêu đất nước tưởng chừng xa lạ này. Tóm tắt những khuôn cửa dấu yêu mẫu 2. Những khuôn cửa dấu yêu là văn bản văn xuôi ngắn gọn, hàm xúc. Từ đó tác giả giải bày, thể hiện tâm trạng, suy nghĩ, chủ kiến của mình về vẻ đẹp đất nước, con người Italia qua việc người Ý rất yêu những khuôn cửa sổ. Theo tác giả, chiếc cửa sổ chính là tâm hồn, cá tính của người chủ. Những người yêu thiên nhiên sẽ trang trí cửa sổ đầy hoa, người yêu đá bóng lại treo đầy lá cờ của đội bóng lên cửa sổ, người lãng mạn lại trang trí rượu vang trên cửa. Đồng thời tác giả cũng yêu và trân trọng vô cùng đất nước và con người Italia. Tóm tắt những khuôn cửa dấu yêu mẫu 3. Những khuôn cửa dấu yêu mở ra quang cảnh đất nước và con người Italia. Qua đó, tác giả thể hiện sự thấu hiểu và tình yêu với mảnh đất dấu yêu này cùng vẻ đẹp tâm hồn và cá tính riêng của những người Italia thông qua việc họ trang trí khung cửa sổ nhà mình.